Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Channel. Và trên tay mình hiện tại đang là một thiết bị rất đặc biệt, mới mic. Đã lâu rồi thì làng công nghệ thế giới không có một thiết bị có nhiều điều đặc biệt như thế. Và trong video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu những điểm đặc biệt đó là gì trên MI Mix. Điểm đặc biệt đầu tiên mình muốn nói đó chính là vật liệu gốm. Nghe tới gốm thì có thể là rất nhiều bạn sẽ nghĩ rằng đây là một loại vật liệu rất là mỏng manh, dễ vỡ. Tuy nhiên thì thực tế lại ngược lại, gốm là một loại vật liệu rất cứng. Độ cứng của vỏ gốm ở trên MI Mix đạt tới 8 mon. Đây là một đơn vị đo lượng cứng, tức là nó ngang ngửa với lại đá sapphire khi mà đá sapphire đạt mức 9. Trong khi đó thì so sánh với lại kính Gorilla Glass ở trên phần lớn các loại thiết bị điện thoại thì nó sẽ chỉ có độ cứng là ở mức 6 thôi. Với một cái thông số độ cứng như vậy thì lớp vỏ gốm ở trên MI Mix sẽ rất là bền chứ không hề mỏng manh dễ vỡ một chút nào. Tuy nhiên thì để có thể kiểm chứng được là cái độ cứng của MI Mix đến đâu thì chúng ta sẽ phải chờ đợi những cái bài drop test của những channel trên thế giới, chứ chẳng lẽ channel thì không có tiền làm đâu. Cái việc mà Xiaomi chọn sử dụng vật liệu gốm ở trên MI Mix thì không chỉ là một phương án giúp phô trương công nghệ cũng như là mang tính thử nghiệm, thì cái vật liệu gốm ở trên MI Mix còn giúp chiếc máy này thoát khỏi những cái đường kẻ anten thu sóng. Có thể thấy là phần lớn những chiếc máy có thiết kế nguyên khối làm bằng kính hay là bằng kim loại thì đều sẽ phải có một cái đường chỉ ở mặt lưng hay là ở bên cạnh bốn đỉnh để có thể thu phát sóng tốt. Tuy nhiên thì vật liệu gốm lại là một vật liệu rất đặc biệt, nó cho phép sóng truyền qua. Như vậy là MI Mix có thể có được một thiết kế rất hoàn hảo, không có bất cứ những cái phần nhựa nào để thu phát sóng mà vẫn đảm bảo được là sóng sánh vẫn rất ổn định. Ok, chuyển sang một điểm đặc biệt thứ hai. Điểm đặc biệt này thì đến từ cái thiết kế không viền màn hình của MI Mix. Với một cái thiết kế không viền màn hình ở phần trên đỉnh như thế này thì cái loa thoại của MI Mix sẽ không thể đặt ở phần này được. Và Xiaomi đã phải chọn một giải pháp mà mang tính công nghệ rất là cao, và nó có tên là Cantilever Pi Zero Electric Ceramic. Tên nó rất là dài đúng không? Cái tên này thì khi mà dịch sang tiếng Việt thì chúng ta sẽ có một cái tên cũng không hề dễ nhớ hơn: công nghệ áp điện gốm. Và về cơ bản thì âm thanh sẽ được chuyển sang cường độ rung và nó sẽ được truyền qua cái khung gốm này và phát lên tai của chúng ta. Nói nôm na ra thì các bạn có thể hiểu là toàn bộ phần khung gốm cũng như là cái phần khung kim loại bên trong của chiếc MI Mix sẽ được sử dụng để làm màng loa và nó sẽ rung để tạo ra âm thanh. Điều này thì nó mang lại một trải nghiệm nghe loa thoại rất là đặc biệt ở trên MI Mix. Nếu mà chúng ta áp tai vào cái phần này của MI Mix thì cái mức độ âm lượng nó sẽ tương tự với những chiếc điện thoại thông thường. Có nghĩa là nếu mà chúng ta nghe điện thoại theo tư thế thông thường thì chúng ta sẽ vẫn có được một chất lượng cuộc gọi như bình thường. Tuy nhiên thì điểm đặc biệt đó là chúng ta hoàn toàn có thể nghe điện thoại với rất nhiều tư thế khác nhau bởi âm thanh nó được truyền tới tất cả các phần của chiếc điện thoại này. Chúng ta hoàn toàn có thể nghe điện thoại, đây ví dụ đây là tai mình nhé, các bạn hoàn toàn có thể nghe điện thoại theo kiểu này hoặc theo kiểu này hoặc theo kiểu này, tất cả đều được. Bây giờ thì mình sẽ thử cho các bạn tai nghe mắt thấy luôn là khi mà nghe điện thoại ở trên MI Mix thì nó sẽ như thế nào. Ok, bây giờ thì mình sẽ gọi cho người yêu của mình. 900. Ok, đêm nào mình cũng tâm sự với em nó. Đây là điểm mà âm lượng sẽ to nhất. Đó, như là mình vừa mới biểu diễn cho các bạn thì khi mà cái mic của mình đặt tại bất cứ vị trí nào ở trên chiếc máy MI Mix thì các bạn đều có thể nghe thấy âm lượng được phát ra. Đây là một điểm rất đặc biệt và nó có thể tạo cho chúng ta những tư thế nghe điện thoại rất mới lạ. Các bạn hoàn toàn có thể đút cái phần ở dưới này vào tai hay là úp cái phần camera này vào tai, tất cả đều có thể dùng để nghe và gọi điện thoại được. Bên cạnh cái loa thoại có sử dụng một công nghệ tên rất là lạ vừa rồi thì cái việc không có viền màn hình ở phía trên của MI Mix nó đã đặt cho Xiaomi một cái thách thức nữa, đó là thách thức về cái cảm biến tiệm cận. Có nghĩa là Xiaomi sẽ không thể đặt cảm biến tiệm cận ở đây được. Và nếu như Xiaomi không thể tìm được giải pháp để giải quyết vấn đề này thì khi mà chúng ta áp tai vào để nghe điện thoại thì màn hình sẽ không tự tắt. Và giải pháp của Xiaomi đó chính là sử dụng cảm biến siêu âm để có thể đo khoảng cách. Với việc sử dụng công nghệ cảm biến siêu âm, một cái tên nghe rất là kinh này, thì khi mà chúng ta sử dụng nghe điện thoại ở trên MI Mix, chúng ta áp MI Mix vào tai thì màn hình sẽ vẫn tự tắt. Rồi, mình biểu diễn cho các em đó. Tuy nhiên thì phải nói một điều rằng cái công nghệ cảm biến bằng siêu âm này thì nó không nhạy như là cái cảm biến bình thường đó. Điển hình như trong trường hợp này màn hình vẫn chưa tắt trong khi tay mình đã che hết rồi đó. Tuy nhiên thì khi mà chúng ta thực hiện cuộc gọi ấy, thì toàn bộ cái phần màn hình sẽ được che bởi mặt chúng ta và nó sẽ dễ để cái cảm biến siêu âm nó hoạt động hơn đó. Đấy, nói chung là nó cũng hoạt động không được ổn định cho lắm. Tuy nhiên thì các bạn có thể yên tâm là khi mà chúng ta nghe điện thoại thật ấy, thì cứ áp điện thoại vào là màn hình sẽ tự tắt thôi. Điểm đặc biệt tiếp theo ở trên MI Mix, cái này thì nó cũng sẽ đến từ cái việc không có viền màn hình ở phía trên, đó là camera tự sướng. Xiaomi đã phải đưa cái camera tự sướng xuống phía dưới của máy và điều này thì làm cho cái trải nghiệm tự sướng của chúng ta hơi khác đi một chút. Đây, khi mà mình bật camera tự sướng lên thì các bạn có thấy là cái góc nhìn nó sẽ từ dưới lên. Cái này thì nó sẽ làm cho cái ảnh tự sướng của chúng ta nếu mà cầm theo tư thế bình thường như này thì nó sẽ không được đẹp lắm, kiểu cảm bị bệnh da, xấu trai xấu gái kinh khủng.
Và với một cái vấn đề này thì Xiaomi đã tìm ra cách giải quyết. Đó là chúng ta sẽ xoay màn hình lại như thế này. Tất cả những cái giao diện chụp ảnh sẽ xoay theo và giờ thì chúng ta đã có camera phía trên. Và bây giờ thì bức ảnh của chúng ta chụp tự sướng sẽ có thể có được những bộ cằm rất là vi lại như thế này. Đó. Đây là một cách giải quyết rất thông minh đến từ Xiaomi. Vừa rồi là mình đã vừa cùng các bạn điểm nhanh qua những tính năng đặc biệt xuất hiện ở trên Mi Mix, một chiếc máy mà theo mình là một bước đột phá của Xiaomi, khi mà Xiaomi từ một nhà sản xuất trước đây thì hay được cho là hay đi copycat, hay đi bắt chiếc của những nhà sản xuất khác, thì nay đã cho ra mắt được một thiết bị mà nó có tính đột phá rất cao. Khi mà nó là một thiết bị không viền màn hình này, có vỏ gốm này, cùng với lại rất là nhiều những công nghệ tối tân, ví dụ như là công nghệ truyền âm thanh qua khung gốm, công nghệ cảm biến tiếp cận bằng siêu âm. Ngoài những điểm đặc biệt về mặt công nghệ mà anh em chúng ta có lẽ sẽ rất thích, thì với một người dùng bình thường, Mi Mix là một chiếc máy rất đẹp khi mà nó có mức độ hoàn thiện phải nói là cực kỳ cao. Nếu mà chúng ta nhìn kỹ vào từng những cái đường cắt, ví dụ như là loa thoại này, hay là cái cổng USB Type-C, hay là cái khe chọc SIM của Mi Mix, thì chúng ta thấy được rằng Xiaomi hoàn thiện chiếc máy này với một mức độ rất là cao cấp. Phải nói là mình rất thích chiếc máy này và mình cũng rất đề cao những thay đổi cũng như là cách tân của Xiaomi ở trong Mi Mix. Đến đây thì xin phép được kết thúc video và xin được hẹn gặp lại các bạn ở trong video đánh giá chi tiết Mi Mix. Video này chắc chắn mình sẽ làm.